Cửa hàng hoa lan mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu các cô chú mình một cây mặt hoa kiếm vàng. Và đây là cây kiếm vàng lưỡi trắng nha cô chú. Mặt hoa của nó rất là đẹp. Dòng này là dòng kiếm vàng lưỡi trắng chuẩn hoa. Và bên cửa hàng bên con hiện chỉ có đúng duy nhất là hai chậu cho các cô chú mình về sưu tầm thôi. Đây là cây kiếm vàng lưỡi trắng nha cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang bán đồng giá 500.000 một chậu để cho các cô chú mình về sưu tầm. Đây là kiếm vàng lưỡi trắng, mặt hoa rất là đẹp cho cô chú, hoa chuẩn. Đảm bảo là hoa chuẩn như hình. Đây là một cái dòng kiếm vàng của Thái rất là đẹp. Và số điện thoại bên con là 0908 846 804, địa chỉ ở phường 4 Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Và ngày hôm nay thì con sẽ giới thiệu các cô chú mình xem cái hình cây của kiếm vàng lưỡi trắng của con đang bán nha cô chú. Và đây là chậu vàng Thái mã số 1 cho cô chú. Và chậu này con bán chỉ với giá tiền là 500.000 thôi. Đang có tổng cộng là 4 tép và có một số mầm đang lên nè cô chú, rất là khỏe luôn, đã sẽ lên rễ hoa phà rồi. Đây là dòng kiếm vàng. Đây là một cái dòng lá láng nha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp. Đây là dòng lá láng nè. Và kích thước từ gốc mà lên tới cái đầu ngọn lá thì hiện tại kích thước của nó đang ở mức là 40cm nha cô chú. Từ gốc mà lên tới đầu ngọn lá dài nhất là 40cm. Đây là kiếm vàng lưỡi trắng, mặt hoa rất là đẹp. Và rễ đắp đâu đang xuống rễ rất là nhiều nha cô chú. Đang có rễ rất là nhiều luôn. Đây là dòng kiếm vàng, mặt hoa rất là đẹp. Kiếm vàng lưỡi trắng, mã số là mã số 1. Giá tiền ngày hôm nay cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 500. Đây là dòng kiếm vàng lưỡi trắng, mã số là mã số 2 nha cô chú. Và hiện tại cây này thì nói chung là thân ít hơn cái giò kia, nhưng mà được một cái là thân nó bự hơn nha cô chú. Và một số mầm thì vẫn đang lên nè cô chú, đang chuẩn bị là sẽ bật mầm gốc lên nè. Đây là dòng kiếm vàng lưỡi trắng, mặt hoa là mặt hoa rất là chuẩn nên các cô chú mình cứ yên tâm. Và kích thước của cái thân dài nhất là từ gốc lên tới đầu lá hiện tại là gần 50cm nha cô chú. Nói chung là cây rất là khỏe. Đây là một cái dòng kiếm lá láng, mặt hoa cực kỳ đẹp, kiếm vàng lưỡi trắng. Và mã số hiện tại là mã số 2. Giá tiền của cái giò kiếm này, hiện tại mã số 2 này thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 500.000. Và còn chỉ có 2-3 chậu thôi, không có hàng nhiều cho cô chú. Đây là dòng kiếm vàng lưỡi trắng, mã số là mã số 2, và giá tiền là 500. Đây là giò mã số 3, giò mã cuối cùng nè cô chú. Và cái giò này hiện tại đang có tổng cộng là 5 thân, kèm đó thì vẫn đang lên, ít nhất là tầm khoảng 4 mầm đang lên nữa. Nói chung là giò rất là lực nha cô chú. Đây là dòng kiếm vàng và đây là kiếm vàng lưỡi trắng, mặt hoa rất là đẹp. Và hiện tại thì kích thước từ gốc từ đầu lá của nó hiện tại là gần 40cm. Và bản lá của nó rất là đẹp nha cô chú, bản lá được khoảng 2-3cm nè. Đây là một cái dòng kiếm lá láng và giò này rất là nhiều thân. Giá tiền là 700 nha cô chú, mã số là mã số 3, 700.000. Đây là dòng kiếm vàng lưỡi trắng, mặt hoa rất là đẹp nha cô chú, 700.000. Giờ mã số 3 có giá tiền là 700 nha cô chú, kiếm vàng lưỡi trắng.